Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của VReview. Các bạn thân mến, gần như 9 trên 10 xe ô tô chạy trên đường hiện nay đều gắn camera hành trình. Vì nhiều lý do mà camera hành trình trở thành bạn của chúng ta trên mỗi cung đường. Camera hành trình được ví như là hộp đen, ghi lại những hành trình đáng nhớ, hoặc thậm chí camera hành trình có thể minh oan cho tài xế khi mà rơi vào những sự cố đáng tiếc. Chính vì vậy, việc trang bị cho xe của mình một cái camera hành trình ô tô gần như là nên làm. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều thương hiệu camera hành trình, đi cùng đó là rất nhiều loại camera hành trình khác nhau. Hôm nay, VReview sẽ trên tay và trải nghiệm nhanh camera hành trình có tên Kakago Model G08, sản phẩm hiện được công ty công nghệ cao Geese phân phối ở thị trường Việt Nam với giá 4,6 triệu đồng cùng với chế độ bảo hành 12 tháng. Mình đang có ở đây là hộp của sản phẩm. Trên vỏ hộp in tên hãng khá là nổi bật, bên cạnh vỏ hộp cung cấp khá nhiều thông tin chi tiết về các tính năng cơ bản của Kakago G08 như là xem hai camera trước và sau đồng thời, màn hình 10 inch, cài sẵn Android 5.1, có kết nối SIM 4G, tích hợp bản đồ dẫn đường, GPS và hỗ trợ tầm nhìn ban đêm tốt. Giờ thì mình sẽ mở hộp xem bên trong chúng ta có những gì nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bản đồ Việt Map. Với Kakago G08, các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là phiên bản có bản đồ Việt Map và một phiên bản không có bản đồ Việt Map. Nhấc miếng đệm này ra, Kakago G08 của chúng ta được đặt ngay trên cùng như này. Rồi thì mình sẽ đặt sang một bên đã và sẽ cùng khám phá các phụ kiện ở bên trong hộp. Toàn bộ phụ kiện của G08 được đặt ở dưới như thế này. Nhà sản xuất khá là chu đáo khi mà tặng thêm một chiếc SIM 4G miễn phí trong một năm sử dụng đầu tiên, kèm theo đó là một chiếc thẻ nhớ 32GB. Đây chính là thiết bị định vị GPS. Tiếp theo là phụ kiện không thể thiếu, đây chính là sạc nguồn cho G08 thông qua nguồn điện trên xe. Đây là camera sau của chúng ta có độ phân giải 720MP và các đèn hồng ngoại thì được giấu ở bên trong. Tiếp nữa là một cáp USB sử dụng để copy dữ liệu và hai sợi dây cao su để giữ chặt G08 vào gương chính trên ô tô mà chúng ta không phải tháo gương trên ô tô ra. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Khá đáng tiếc khi mà sách này chỉ có tiếng Anh chứ không có tiếng Việt. Như vậy thôi, giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với nhân vật chính. G08 có thiết kế đúng như một chiếc gương chiếu hậu trong xe ô tô được phóng to ra. Khi tắt màn hình, toàn bộ mặt trên đây đóng vai trò như một chiếc gương, bật màn hình lên. Chúng ta sẽ có một màn hình 10 inch với độ phân giải 1280x320. Nếu các bạn để ý kỹ thì viền màn hình được vát 2.5D giống như các smartphone hiện nay. Ở hai đầu này là nhựa mạ chrome tạo cảm giác khi mà nhìn vào khá là nịnh mắt. Nhìn chung về khả năng hoàn thiện các chi tiết ghép nối khá là kín, máy cho cảm giác cầm chắc chắn, không bị ọp ẹp. Mặt sau của G08 có hai hàm bên đây dùng để gắn vào gương trên xe. Các khe nhỏ ở đây giữa là khu vực thoát nhiệt của camera. Một điểm cộng cho sản phẩm này đó là khu vực chính giữa đây được làm bằng nhôm, giúp thiết bị tản nhiệt nhanh hơn các sản phẩm được làm bằng nhựa. Trên đây thì có một lỗ nhỏ để reset lại chế độ mặc định của nhà sản xuất. Bên này thì chính là cụm camera trước. Cụm camera này có khẩu độ f2.0, góc rộng 160 độ với cảm biến OmniVision 2718. Ngoài ra, cụm camera này có thể kéo ra chỉnh các góc như thế này, tương đối là linh hoạt. Ở cạnh dưới đây là nút nguồn của máy được thiết kế khá to và dễ bấm. Đối diện ở cạnh trên này, ngoài cùng đây chính là rắc cắm GPS để định vị, dẫn đường cho xe ô tô. Kế bên này có hai khe, một khe sử dụng để cắm SIM 3G, 4G, một khe là để cắm thẻ nhớ vào G08 hỗ trợ thẻ nhớ tối đa đó là 128GB. Cạnh đây là cổng hình vào của camera sau và cuối cùng là cổng sạc mini USB. Giờ thì mình sẽ demo lắp đặt. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm định vị GPS, tiếp theo là SIM ở khe phía trên, khe bên dưới là thẻ nhớ. Tiếp nữa là cắm đường hình vào của camera sau và cuối cùng là rắc nguồn và bấm nút nguồn ở đây. Màn hình chính của G08 hiển thị trực quan, các icon to rõ ràng khi lựa chọn không bị nhầm lẫn. Độ sáng màn hình vừa đủ để nhìn trong xe. Tuy nhiên, màn hình này chỉ là màn hình LCD bình thường, kèm theo đó ở dưới được phủ một lớp gương, vì vậy khi mà nghiêng quá thì bị bóng và các góc nhìn không được thực sự sắc nét. Ngay khi mở màn hình lên bên trái này thì sẽ bao gồm các phím như là Home, Back và Ngày tháng. Đối diện bên đây là các thông báo các kết nối như là GPS, pin, Wi-Fi và cả mạng 4G nữa. Phía dưới này các bạn có thể điều chỉnh độ sáng tối màn hình cũng như điều chỉnh âm lượng loa ngoài của G08. Ứng dụng trên camera thì được sắp xếp khá là gọn gàng, các icon to và chú thích bằng tiếng Việt. Do máy được chạy trên Android 5.1 nên chúng ta sẽ có đầy đủ các kết nối và ứng dụng cơ bản như là bản đồ, nghe nhạc, kết nối Bluetooth, Wi-Fi, nghe đài FM và có thể cài thêm ứng dụng thông qua cửa hàng CH Play. Một điểm cộng là khi mở màn hình lên, G08 sẽ tự động ghi hình cả camera trước và sau. Trong giao diện camera, các bạn có thể lựa chọn xem camera trước hoặc sau, hoặc có thể đồng thời xem cả hai camera và thay đổi bằng cách bấm trên góc như thế này. Với camera sau sẽ tự động hiển thị khi mà các bạn cần đưa số về số R hay là số lùi. Nếu muốn xem lại,
chúng ta có thể bấm xem lại trực tiếp trong giao diện camera hoặc ứng dụng video ở ngoài màn hình chính. Trong này thì sẽ hiển thị cụ thể chi tiết các file mà camera đã ghi được theo từng khung giờ và ngày tháng. Hình bánh răng ở đây là mục cài đặt các thông số cho camera như thời gian tự động lưu, thời gian khóa màn hình, lựa chọn độ phân giải. Trong mục hệ thống cảnh báo ADAS, chúng ta có các tùy chọn về cảnh báo như là cảnh báo va chạm, cảnh báo lấn làn đường, cảnh báo xe di chuyển phía trước. Do chạy trên hệ điều hành Android nên các ứng dụng có thể chạy nền, vì vậy khi chúng ta thoát ra ngoài màn hình chính thì camera vẫn đang ghi hình bình thường. Ngoài ra còn có các cài đặt chi tiết hơn trong mục cài đặt ở ngoài. Tại đây có 4 trang cài đặt. Ở trang đầu tiên sẽ có các cài đặt về âm lượng, độ sáng màn hình, các cài đặt về cho phép hình ảnh và âm thanh quay trên thiết bị. Dưới nữa là các cài đặt về bật tắt 3G, 4G. Tiếp nữa là mục phát Wi-Fi, camera hỗ trợ phát mạng 3G, 4G và các bạn có thể tùy chỉnh tên mạng Wi-Fi và mật khẩu chúng ta phát. Mình đánh giá cao tính năng này, thay vì phải mua cục phát mạng thì G08 được tích hợp luôn. Dưới cùng là tắt bật Wi-Fi, đáng tiếc là thiết bị chỉ hỗ trợ Wi-Fi trên băng tần 2.4 mà thôi. Bên mục khác này thì bao gồm các cài đặt về màn hình ngủ sau khi dừng lại, khóa đoạn video, chụp ảnh lại khi xe va chạm, độ nhạy khi phát hiện va chạm của xe và đặt lại hệ thống về trạng thái của nhà sản xuất. Mục dung lượng quản lý về dung lượng bộ nhớ trong và thẻ nhớ, trong này thì bao gồm cả định dạng thẻ nhớ và quản lý các tập tin. Trong mục DVR Exit, các bạn quét mã ở đây để kết nối giữa điện thoại với G08 thông qua app có tên K-Exit. Khi cài app này xong, khi kết nối cùng một mạng điện thoại sẽ tự động nhận diện G08. Trên app này các bạn có thể định vị xem xe hiện tại đang ở đâu, ở khu vực nào. Đặc biệt là mình có thể xem luôn hình ảnh trực tiếp từ camera của G08 thông qua SIM 4G được lắp sẵn trong camera. Ngoài ra còn có thể chụp ảnh, quay video lại. Còn về chất lượng video, trải nghiệm thực tế trong điều kiện quay ban ngày, trong môi trường đủ sáng, chất lượng video của G08 khá là tốt. Hình ảnh sắc nét, rõ ràng, âm thanh thu được từ micro tích hợp khá trong, không bị lọt quá nhiều tạp âm từ môi trường bên ngoài. Còn khi đi lại vào buổi tối, camera cũng xử lý khá tốt với ánh đèn đường, không bị lóa kể cả đèn khi mà chiếu thẳng về phía xe. Chất lượng hình ảnh khi quay buổi tối cũng đủ sắc nét để có thể nhận biết được biển số xe ở gần hoặc những vật thể chuyển động từ 8 đến 10 mét. Cài đặt mặc định của máy chia video ra thành các đoạn dài 3 phút. Chip xử lý MTK6735, 4 nhân có tốc độ xử lý tốt. Các đoạn quay phim và âm thanh thu lại đều ổn định và không có hiện tượng giật hay là mất đoạn. Mỗi video ghi hình thì dài 3 phút, độ phân giải Full HD của G08 có dung lượng khoảng 250MB. Như vậy, với thẻ nhớ 32GB được tặng kèm, camera có thể ghi lại hành trình dài liên tục khoảng hơn 6 giờ. Sau khi bộ nhớ đầy, camera sẽ ghi đè lên các file đã lưu trước đó. Trong trường hợp mà xe gặp va chạm đột ngột, camera cũng sẽ đánh dấu và khóa file ghi lại trong khoảnh khắc đó là file quan trọng, không ghi đè. Ngoài ra, G08 cũng được trang bị các tính năng khác như là cảnh báo lấn làn, cảnh báo va chạm sớm và nhắc di chuyển khi xe phía trước đã lăn bánh. Về cấu hình thì máy được trang bị chip xử lý MTK6735, 4 nhân với bộ nhớ RAM 1GB và bộ nhớ trong 16GB. Và ngoài được cài sẵn hệ điều hành Android 5.1, nên ngoài mục đích chính làm camera hành trình, các bạn có thể sử dụng như một chiếc màn hình để phục vụ nhu cầu giải trí như là xem phim, nghe nhạc trực tuyến hay là nghe đài FM. Còn về thời lượng pin, nhà sản xuất không công bố nhưng sử dụng thực tế, sau khi xe tắt máy thì G08 ghi hình thêm được khoảng 10 phút thì máy báo yếu pin. Như vậy, với viên pin đi kèm theo này chỉ hỗ trợ lúc xe tắt máy, ghi thêm được một khoảng thời gian, còn nếu để sử dụng làm phương tiện giải trí thì chúng ta phải luôn cung cấp nguồn điện từ bên ngoài. Như vậy là mình vừa trên tay và trải nghiệm nhanh camera hành trình Kakago G08 với mức giá 4,6 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một camera hành trình ghi hình ở độ phân giải 1080p, tích hợp cả camera lùi và khả năng vừa ghi hình vừa dẫn đường, cảnh báo lấn làn, cảnh báo va chạm sớm bằng tiếng Việt. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ lắp SIM 4G và phát Wi-Fi, cũng như hỗ trợ người dùng biết xe đang ở đâu, nằm ở vị trí nào, kèm theo đó có thể xem luôn được hình ảnh hiện tại từ camera trên xe thông qua ứng dụng kết nối trên điện thoại. Điểm trừ trên sản phẩm này là viên pin kèm theo có dung lượng hơi thấp, camera sau chưa đạt độ phân giải cao như camera phía trước. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment phía dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.